Vì sao Thành Lê không gia nhập USC mà chọn One Championship để hạ Martin Nguyễn? Nhà tân vô địch One Championship Thành Lê từng hạ knockout đối thủ Laja Stojanovic trong trận đấu thuộc DW Contender Series 2017, sự kiện tìm kiếm võ sĩ cho USC. Mới đây, Thành Lê đã xuất sắc hạ gục Martin Nguyễn bằng knockout ở trận tranh đai hạng lông One Championship, qua đó trở thành nhà vua mới ở hạng cân này. Tuy nhiên trước đó, tay đấm người Mỹ gốc Việt đã có những thành tích vô cùng đáng nể. Hồi năm 2018, Thành Lê cũng giữ đai vô địch thế giới hạng lông của LFA sau chiến thắng bằng knockout đầy ấn tượng trước Bobby Moffitt. Một điều mà ít người để ý, trước đó Thành Lê từng suýt gia nhập giải MMA lớn nhất hành tinh UFC. Tại Dana White Contender Series 2017, sự kiện tìm kiếm võ sĩ cho UFC, Thành Lê từng hạ knockout Laja Stojadinovic một cách đầy dễ dàng ở hiệp 2. Chiến thắng ấn tượng đó khiến rất nhiều người hâm mộ chờ đợi một bản hợp đồng chính thức mà chủ tịch Dana White sẽ dành cho tay đấm gốc Việt. Đáng tiếc sau đó không có một lời mời nào dành cho Thành Lê. Lỡ cơ hội gia nhập USC, Thành Lê sau đó xưng vương ở LFA và mới nhất là One Championship. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Vì sao Thành Lê 35 tuổi mới hạ gục Martin Nguyễn để xưng vua tại One Championship? So với nhiều võ sĩ khác, Thành Lê gia nhập làng võ tự do MMA muộn hơn rất nhiều. Thế nhưng anh đang cho thấy sức mạnh không thể cản nổi. Martin Nguyễn ngày càng tiến bộ hơn mỗi khi anh ta thượng đài. Thành Lê trông rất ấn tượng, nhưng tôi không nghĩ anh ấy có đủ khả năng để đánh bại nhà vô địch. Đó là nhận định của nhà cựu vô địch One Championship, Jabatian Kaderstam, trước thềm trận đấu siêu kinh điển giữa hai võ sĩ gốc Việt, Thành Lê và Martin Nguyễn. Không chỉ có Jabatian Kaderstam, phần đông chuyên gia đều lựa chọn Martin Nguyễn sẽ giành chiến thắng trước Thành Lê. Trước thềm trận đấu, Martin Nguyễn là tượng đài của One Championship với hai đai vô địch ở hạng nhẹ và hạng lông, còn Thành Lê chẳng khác gì tay mơ. Cách đây đúng một năm, anh mới chập chững gia nhập giải đấu One Championship. Nhưng trái với dự đoán ấy, Thành Lê tự tin tuyên bố, một trong hai chúng tôi sẽ bị hạ bằng knockout. Lời phát biểu của Thành Lê cho thấy tinh thần chiến binh thực sự, những người luôn sống trong làn danh giữa sự sống và cái chết. Có một con số chỉ ra sự vĩ đại của Thành Lê. Ở thời điểm thượng đài với Martin Nguyễn vào tối thứ 6, anh đã bước sang tuổi 35 và chưa giành đai vô địch nào ở One Championship. Trong khi đó, Martin Nguyễn kém anh 4 tuổi, bước vào sàn đấu một cách ngạo nghễ với chiếc đai vô địch hạng lông. Đối với nhiều chuyên gia, Thành Lê dù gặt hái được nhiều thành công ở Mỹ, chỉ là tay mơ khi bước vào trận chiến với nhà vô địch Martin Nguyễn. Nhưng võ sĩ người Mỹ gốc Việt đã cho thấy tất cả dự đoán chỉ là trò đùa bằng chiến thắng vô cùng thuyết phục. Khác với lối chơi thăm dò của Martin Nguyễn, Thành Lê bước vào trận đấu với dòng máu sôi sục tấn công. Điểm mạnh nhất của Thành Lê chính là những đòn đá chân được phát huy một cách tối đa. Ngay từ nhỏ, võ sĩ sinh năm 1985 đã theo học Taekwondo từ người cha Việt Nam. Bởi lẽ đó, những đòn đánh của Thành Lê mang khá nhiều hơi hướng của môn võ này. Nó giúp anh thành công rực rỡ khi rẽ ngang sang MMA. Lối chơi của Thành Lê luôn duy trì được sự chủ động, anh vừa tấn công vừa di chuyển. Về cơ bản, lối chơi này rất tốn sức, nhưng nó luôn mang lại khó khăn cho đối thủ trong việc phán đoán điểm yếu. Sẽ thật khiên cưỡng nếu nói Thành Lê giành chiến thắng trước Martin Nguyễn một cách dễ dàng. Bởi lẽ ở thời điểm đầu hiệp 3, Thành Lê đã bị Martin Nguyễn tấn công dữ dội tới mức không thể đứng vững. Thế nhưng bước ngoặt trận đấu xảy ra khi Thành Lê có pha phản đòn khiến cho võ sĩ người Australia gốc Việt không thể chống đỡ. Trong những năm qua, Martin Nguyễn vẫn nổi tiếng với lối chơi lì đòn tỉnh táo. Nhưng ở thời khắc quyết định, Thành Lê đã khiến cho người tỉnh táo nhất cũng phải mắc sai lầm. Pha phản đòn ở đúng thời điểm khó khăn nhất cho thấy Thành Lê lạnh lùng tới cỡ nào. Cách mà Thành Lê giải quyết Martin Nguyễn cũng giống hệt như cái cách mà anh hạ knockout võ sĩ người Nhật Bản, Ryogo Takahashi vào đầu năm nay. Võ sĩ người Mỹ gốc Việt đã tận dụng cú đấm hụt của đối thủ trước khi tung đòn đấm đá túi bụi. Bản lĩnh ở thời điểm nóng tạo nên Thành Lê bất khả chiến bại. Khác với nhiều võ sĩ MMA khác, Thành Lê được xem là đóa hoa nở muộn. Mãi tới năm 2012, tức là khi Thành Lê 27 tuổi, thì anh mới biết tới MMA và bắt đầu tập luyện thi đấu.
Dù vậy, Thành Lê chứng minh cho tất cả anh sinh ra để thi đấu MMA. Trước khi bắt đầu sự nghiệp MMA chuyên nghiệp, Thành Lê thi đấu 9 trận nghiệp dư và thắng tới 8 trận. Khi thi đấu chuyên nghiệp, võ sĩ người Mỹ gốc Việt còn ấn tượng hơn khi thắng 11, thua 2. Đáng chú ý trong đó có 10 chiến thắng bằng knockout. Dù mới gia nhập One Championship vào năm nay, nhưng Thành Lê đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi thắng cả 4 trận, tất cả đều bằng knockout. Trước Martin Nguyễn, các võ sĩ khác như Yusuf Sadulaev, Kotetsu Boku, Ryogo Takahashi đều là bại tướng của võ sĩ sinh năm 1985. Đặc biệt, hai chiến thắng trước Kotetsu Boku và Ryogo Takahashi chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một hiệp. Ở tuổi 35, khi nhiều võ sĩ không còn sung sức, Thành Lê vẫn ngạo nghễ thách thức tất cả. Cái cách anh thách đấu và hạ knockout Martin Nguyễn chính là sự khẳng định. Giờ đây, giải One Championship đã bước sang trang mới, với ông vua mới mang tên Thành Lê. Tất nhiên, những người hâm mộ MMA vẫn hy vọng Martin Nguyễn có thể thách đấu trở lại để khẳng định vị thế của ông vua. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Thành Lê 35 tuổi hạ Martin Nguyễn nhờ chiến thuật thượng thừa. Chiến thắng knockout của Thành Lê trước Martin Nguyễn có dấu ấn rất lớn từ chiến thuật bậc thầy và kỹ năng thượng thừa của võ sĩ 35 tuổi. Trận so tài giữa Martin Nguyễn và Thành Lê tại sự kiện One Inside the Matrix tối 30 tháng 10 tại Singapore mang đến sự hào hức cho người hâm mộ võ thuật Việt Nam khi lần đầu tiên trong lịch sử có màn tranh đai MMA thế giới diễn ra giữa những võ sĩ gốc Việt. Tận dụng sải chân dài và kỹ năng taekwondo điêu luyện, Thành Lê đã tung ra rất nhiều cú đá bằng cả hai chân sau khi trận đấu vừa bắt đầu. Những đòn tấn công này không chỉ khiến Martin Nguyễn vất vả phòng ngự, mà còn gặp nhiều khó khăn trong việc áp sát đối thủ. Trước nhà vô địch có khả năng phản đòn thượng thừa như Martin Nguyễn, Thành Lê đã có chiến thuật rất hay khi lập tức di chuyển nhanh mỗi khi tung ra một đòn hụt. Lối đánh tỉa đòn này của Thành Lê phát huy hiệu quả trong hai hiệp đầu. Bằng kinh nghiệm và bản lĩnh của một võ sĩ từng nắm giữ cùng lúc hai đai MMA thế giới, Martin Nguyễn cũng dồn ép được Thành Lê vào đầu hiệp 3 sau một cú đấm phải uy lực. Tuy nhiên, quá say máu tấn công, Martin Nguyễn đã dính đòn hồi mã thương với một cú đấm phải rất mạnh từ Thành Lê. Đòn đấm quá uy lực của một cao thủ taekwondo lập tức khiến Martin Nguyễn chao đảo. Dù gắng gượng đứng dậy, Martin Nguyễn vẫn không còn khả năng phòng thủ với những cú đấm được tung ra liên tiếp sau đó từ Thành Lê. Cuối cùng, Martin Nguyễn quỵ xuống sàn và trận đấu kết thúc trong hiệp đấu thứ 3. Đây là một chiến thắng mang tính chiến thuật của Thành Lê. Khi anh đã hạ được Martin Nguyễn, một biểu tượng của kinh nghiệm của One Championship. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.